Hello everybody, xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng ta cách làm thế nào để học tốt bộ môn tiếng Anh lớp 3 nhé. Trước hết các em cần chuẩn bị cho cô 3 cuốn sách: Tiếng Anh 3 sách học sinh tập 1, Tiếng Anh 3 sách học sinh tập 2 và Tiếng Anh 3 sách bài tập, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Bên cạnh đó các em cần sử dụng thêm phần mềm IC Books để việc học của mình hiệu quả hơn. Với phần mềm IC Books, các em có thể tự học, tự làm bài tập, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình. Để truy cập vào phần mềm IC Books, các em sẽ lấy mã thẻ cào ở đằng sau mỗi cuốn sách nhé. Còn bây giờ, are you ready for the lesson today? Okay, today we will continue Unit 4, How old are you? Lesson 2. Trước khi đi học vào bài học của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức đã học ở Lesson 1 các em nhé. Now look at the picture and answer my questions. Who's that? Who's that? It's Mr. Lok, right? Who's that? It's Hoa. Who's that? It's Linda. Who's that? It's Tony. Who's that? It's Miss Hien. Who's that? It's Mary. And who's that? It's Peter. Okay? And today we will learn the number from 1 to 10. Hôm nay chúng ta sẽ học các số từ 1 đến 10. Okay? Now look at the number. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, listen again and repeat. 1. 2. 3, 4, 5, 5. Các em chú ý phát âm âm cuối nhé. 6, 7, 8, 8, 9, and 10. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với IC Books để xem các bạn sẽ nói về những con số này như thế nào nhé. Lesson 2. 1. Look, listen, and repeat. Okay, look at the picture and answer me. Who's that? It's Miss Hien, alright. Who's this? It's mine. And who's this? It's Nam, okay? Trong activity 1 này, chúng ta sẽ nghe Miss Hien hỏi về tuổi của hai bạn này. Bây giờ các em hãy cùng lắng nghe và lặp lại để xem Miss Hien sẽ hỏi như thế nào và các bạn trả lời như thế nào nhé. Now let's listen. How old are you, Mai? I'm 8 years old. How old are you, Mai? I'm 8 years old. Con bao nhiêu tuổi, Mai? Con 8 tuổi. Okay. Ở đây chúng ta dịch là con bao nhiêu tuổi? Vì Miss Hien đang nói chuyện với Mai, đúng không nào? Tuy nhiên khi chúng ta nói chuyện với bạn mình thì chúng ta có thể dịch là bạn bao nhiêu tuổi. Ok? Now listen again and repeat. How old are you, Mai? I'm 8 years old. Years old. Mm-hmm. Now let's move on. Picture B. How old are you, Nam? I'm 8 years old too. Ok, ở đây chúng ta có thể thấy là bạn Nam nói gì? I'm 8 years old too. Tại vì khi nãy bạn Mai đã nói là bạn 8 tuổi nên bây giờ bạn Nam nói con cũng 8 tuổi. I'm 8 years old too. Now listen again and repeat. How old are you, Nam?
I'm 8 years old too. Ok, vậy thông qua hoạt động 1 trong IC Books, chúng ta đã biết cách các bạn hỏi tuổi nhau như thế nào, đúng không nào? Now let's see. How old are you? How old are you? Let's count the candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Linda say, I'm 8 years old. I'm 8 years old. Okay? Now listen again. How old are you? I'm 8 years old. Vậy để biết bạn mình bao nhiêu tuổi, chúng ta có thể đặt câu hỏi How old are you? Okay? Và để trả lời cho số tuổi của mình, chúng ta sử dụng I'm a number years old. I'm 8 years old. Okay? Các em lưu ý, chúng ta sẽ nối âm ở đây years old. So years old. I'm 8 years old. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập mẫu câu này nhiều hơn với IC Books nhé. 2. Point and say. Now let's practice with activity 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập mẫu câu vừa học với activity 2 các em nhé. Đây là các picture cùng với gợi ý cho câu trả lời. Now let's see picture 1, Tom and 9. Picture B, Tom and 10. Picture C, Peter and 7. Picture D, Mary and 6. Các em sẽ kích vào từng picture lắng nghe câu hỏi của Miss Hiền và câu trả lời của các bạn. Sau đó hãy cố gắng lặp lại theo đúng ngữ điệu các em nhé. Nào, number 1. How old are you, Tom? I'm 9 years old. Ở đây chúng ta có thể thấy khi đặt câu hỏi Miss Hiền sẽ xuống giọng ở chữ Tom. Đồng thời khi trả lời bạn Tom cũng xuống giọng. Years old. Alright, now listen again and repeat. How old are you, Tom? I'm 9 years old. How old are you, Tom? I'm 9 years old. Okay, next one. How old are you, Phong? I'm 10 years old. Trong câu trả lời của bạn Phong, chúng ta nghe rất rõ chữ 10, đúng không? Bạn nhấn mạnh vào chữ 10. Vì trong câu trả lời này, 10 là thông tin bạn cần cung cấp đến Miss Hiền. Vậy khi nói, các em lưu ý, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào những từ nào chứa thông tin chúng ta cần cung cấp cho người nghe. Ok? Now next one, Peter and 7. How old are you, Peter? I'm 7 years old. And last one, Mary. How old are you, Mary? I'm 6 years old. Nếu cảm thấy mình chưa thật sự thuần thục với mẫu câu này, các em có thể nghe và lặp lại nhiều lần hơn nhé. And now let's move on activity 3. 3. Let's talk. Một lần nữa, ở activity 3 chúng ta sẽ được luyện thêm kỹ năng nói. Để đặt câu hỏi, hỏi tuổi của các bạn, chúng ta sẽ hỏi như thế nào? How old are you? Trong trường hợp này, Mai đang ngồi với Peter và Phong, đúng không nào? Vậy chúng ta có thể hỏi How old are you, Peter? Và chúng ta chọn bất cứ một câu trả lời nào. I'm 7 years old or I'm 10 years old. For example, I'm 7 years old. How old are you, Peter? I'm 7 years old. Sau đó các em nhấn nút submit. Well done. Ở đây sẽ hiện lên nút play, các em có thể nhấn vào play để nghe lại câu hỏi và câu trả lời. Hãy cố gắng lặp lại cho đúng ngữ điệu các em nhé. How old are you, Peter? I'm 7 years old. Okay. And now let's move on activity 4 for listening skill. 4. Listen and write. Ở activity 4 chúng ta sẽ được luyện kỹ năng nghe và viết. Nhiệm vụ của các em là nghe đoạn hội thoại các bạn nói về tuổi của mình. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành và chữa trống bằng cách viết số tuổi của bạn. Lưu ý ở đây các em sẽ viết bằng chữ nhé. Ok, are you ready for listening? Yes, let's go. 1. How old are you? I'm 6 years old. So what can you hear? The girl say, I'm 6 years old, all right?
So you write 6. Next one, number 2. 2. How old are you? I'm 7 years old. Very clear, all right? I'm 7 years old. So you write 7. Three. How old are you? I'm 8 years old. I'm 8 years old, right? So you write 8. And the last one. Four. How old are you? I'm 10 years old. So number 4. I'm 10 years old, right? Để làm được bài tập này, ngoài việc chúng ta luyện kỹ năng nghe, các em còn phải thuộc cách viết các chữ số, thì lúc đó các em mới làm tốt bài tập này các em nhé. Okay, now let's press submit to check your answer. Well done. Very good. And now let's move on activity 5. 5. Read and tick. Ở bài tập này yêu cầu chúng ta read and tick. Chúng ta có 4 đoạn văn ngắn do 4 bạn Mary, Mai, Phong and Tony tự giới thiệu về bản thân mình. Chúng ta sẽ đọc các đoạn hội thoại, đoạn văn này, sau đó tích vào ô vuông thích hợp. Ở đây chúng ta thấy number 6, number 8 and number 10. Okay? Đây tương ứng với các số tuổi của các bạn. Now let's do the first one. Hi, I am Mary. I am 6 years old. So you can hear I am 6 years old, right? So we take the first square. Thì chúng ta sẽ tích vào ô trống dưới number 6. Okay? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm tiếp câu số 2. Hello, I am Mai. I am 8 years old. So, 8 years old. Vậy chúng ta sẽ tích vào ô 6, 8 hay 10 nào? 8 đúng không nào? 8. My name is Phong. I am 10 years old. 10 years old. So we tick this square. And the last one. I am Tony. I am 10 years old too. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy xuất hiện từ two. Ở trên bạn Phong vừa mới nói I am 10 years old. Vậy bạn Tony là người nói tiếp theo. Vậy Tony sẽ lặp lại thông tin tương tự. Vậy bạn nói I am 10 years old too. Okay? So we tick 10. Now let's check. Well done. Good job. And let's move on the last activity to relax. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến hoạt động cuối cùng để cùng nhau thư giãn các em nhé. 6. Last thing. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn cũng như ôn lại các chữ số với bài hát Let's count from 1 to 10. Okay, now let's read. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10, jump. Cứ như vậy, chúng ta lặp lại 4 lần các em nhé. Trước hết, các em hãy cùng lắng nghe để nắm được giai điệu của bài hát đã nào. Let's listen to the song. 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! Okay, and now let's listen again and sing along. 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! 1, 2, 3, 4, 5, jump!
six, seven, eight, nine, ten. Jump! One, two, three, four, five. Jump! Six, seven, eight, nine, ten. Jump! Ok, vậy bây giờ các em đã biết cách hỏi tuổi của mình chưa nào? Về nhà, các em hãy nhớ học lại các số từ 1 đến 10. Hãy luyện tập câu hỏi và trả lời về tuổi. Làm lại các bài tập trong IC Books và đừng quên chuẩn bị bài mới Unit 4 Lesson 3. Ok, and now it's time to say goodbye. Goodbye everybody, see you soon.